Xin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu, sáng lập viên phần mềm Dân Trí. Vừa rồi tôi đã tạo video clip hướng dẫn cách cài đặt và tạo mới cơ sở dữ liệu cho phần mềm quản lý bán hàng miễn phí Dân Trí. Tỷ lệ cài đặt thành công thường hơn 99%. Tuy nhiên, vẫn có một số máy tính không cài đặt được. Vì vậy, tôi làm video này để hướng dẫn cách khắc phục lỗi cài đặt trên. Nguyên nhân cơ bản khi không cài đặt thành công phần mềm là liên quan đến vấn đề phân quyền trong hệ điều hành. Lỗi này xảy ra với Windows 7 và Windows 8, với Windows XP thì không có. Để khắc phục, ta thực hiện những bước sau. Bước 1, bạn vào nút Start, click chọn Control Panel. Bước 2, tìm và click vào biểu tượng User Account. Bước 3, tìm và click vào chữ Change User Account Control Setting. Bước 4, nếu nút thanh trượt đang ở trên cao, bạn chỉ cần kéo xuống mức thấp nhất rồi nhấn OK. Trường hợp nút thanh trượt đã ở mức thấp nhất, bạn kéo nút này lên mức cao hơn, nhấn OK. Sau đó, bạn kéo nút này ngược lại để trở về mức thấp nhất, rồi nhấn OK. Bước 5, sau khi điều chỉnh xong, bạn cho khởi động lại máy tính. Bạn vào Start, vào Restart. Bước 6, khi máy tính khởi động xong, vào lại thư mục cài đặt, mặc định là ổ đĩa D, thư mục Dân Trí Shop. Vào BIOS, tìm file Setup Program, click chuột trái để cài đặt phần mềm. Chọn Run Program. Hoàn tất việc cài đặt bằng cách nhấn Yes, nhấn Next cho đến khi có thông báo cài đặt thành công. Thời gian cài đặt chương trình có thể mất từ 5 đến 10 phút. Vui lòng xem thêm video hướng dẫn cách cài đặt và tạo mới cơ sở dữ liệu để hoàn tất việc khởi tạo phần mềm Dân Trí. Chúc các bạn khắc phục được lỗi và cài đặt thành công. Mọi thắc mắc vui lòng gọi cho Hiếu qua số 0906 799 838 để được hỗ trợ. Hãy nhấn nút đăng ký trên YouTube để theo dõi các thông tin hỗ trợ được cập nhật thường xuyên từ phần mềm Dân Trí. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào thân ạ.